Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng. Anh em bây giờ hãy cùng mình xem lại những trận đấu highlight trên kênh Chim Sẻ Nắng Official nhá. Vòng cuối cùng, vòng này là vòng thứ 13, vòng thứ 14 sẽ là vòng thi đấu mà chúng ta gặp game thủ Quyết Cam. Cam Quyết đã giành chiến thắng trước Hồng Anh rồi. Và bây giờ thì game thủ Chim Sẻ sẽ đối đầu với C-Boy. Trận thi đấu cuối cùng vào ngày mai sẽ là trận thi đấu chung kết tranh nhất nhì của giải đấu này. Vâng, Minwan đang có một bãi quả là 6 cây, gỗ đầu 1 cây gần. Vị trí nhà nằm hướng 2 giờ. Đó là những cái thông tin ban đầu mà tôi có thể cung cấp cho tất cả quý vị các bạn ở trên màn hình. Và đây là một map đấu mà chúng ta phải đối đầu với lại Pho. Bên kia 24% thế quả. Tổng đã là 4% đi dò rồi. Anh em check cho em xem là tiếng game, tiếng mic ổn không nhá. Để em xem lại cái tiếng. Em nghĩ là ổn hết rồi đấy. Ổn áp hết rồi. Huấn luyện viên ơi, làm thế nào để mở lại thông báo live của Quyết Sẻ Nhỉ? Anh check xem là mình còn theo dõi hay không. Vâng, có bãi quả phụ và có đôi voi. Map đấu đang bắt đầu ổn dần dành cho con Minwan của game thủ Chim Sẻ Nắng. Minwan là một trong những cái loại cung gà rất khỏe. Bắt đầu có voi về với nhà chính của mình. Con voi đầu tiên đã về với khu vực nhà chính của game thủ Chim Sẻ. Vâng, timeline đang là 15, đã là 15 quân dân rồi. Map đấu này là map đấu mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái hướng 12 giờ xuống là một hướng mà khá là nhiều rừng. Tổng 3 voi đang cầu con voi thứ hai về với nhà chính của mình. Chúng ta cùng chờ đợi cái cách mà Chim Sẻ cơ cấu cái map đấu này như thế nào để đối đầu với con phố bên kia. Phô là một trong những loại quân mà rất là đa dạng về chất quân cũng như là ép đời tốt, một bài rất mắc binh. Vâng, map đấu này chỉ cần quân cân thôi là tự tin để chúng ta có thể di chuyển và giành chiến thắng. Nhưng đây là một map đấu mà chúng ta phải đối đầu với Phô. Vâng, và chiến thuật đề ra sẽ là như thế nào đây? Chém và chuyển cung A sớm theo kiểu dạng đấy là sẽ lên chặt gỗ sớm và chuyển chất quân sớm, hay là cung A thẳng với Phô. Phô là một trong những cái loại quân mà sẵn sàng họ dí luôn nhà quân lên cao để bắt bài cái bài Minwan đánh cung A theo kiểu đấy là dâng BA vào nhà của chúng ta, dâng tầm khoảng 4 nhà BA của Phô. Ơ, mất voi à? Mất một con voi nhá. Đúng. Mất một con voi ở góc 3 giờ. Như vậy là xe giò cần phải check ngay xem là game thủ Chipboy có phải nằm ở hướng phía 5 giờ hay không. Em chào anh Vũ Ngọc Linh nhá. Vâng, cái mic lúc to lúc nhỏ của em là do em nói đấy, do cái âm lượng của em để xa mic ra một chút. Vâng, như vậy là con voi thứ 3 đã về với nhà chính của game thủ Chim Sẻ rồi. Đây là bầy hưu đầu của game thủ Chim Sẻ Đầy Nắng. Tạm thời đang có 25 dân. Vâng, Chim Sẻ đang cố gắng phi bầy hưu đẹp chữ S nhân đôi ở khu vực sát cánh rừng già. Vâng, con xe giò thì đang quay trở lại với cái hướng phía 4 giờ để xem là có phải là Chipboy nằm ở hướng đấy hay không khi mà đã tự nhiên mất một con voi. Em chào anh Tư Mạnh nhá, em chào anh Bảo Bình. 21:30 sẽ đánh tiếp vào mặc đẹp dai. Không phải anh ơi, 21:30 đó là ngày mai đấy. Cái lịch mà lúc nãy anh em thấy ở trên lịch thi đấu đó là lịch của tuần này. Có nghĩa là có cả lịch ngày hôm nay và ngày mai. Như vậy là trận thi đấu chung kết của giải đấu vâng quán nhậu tự do League One thì trận thi đấu cuối cùng sẽ là cuộc đấu giữa Chim Sẻ và Cam Quýt, tranh nhất nhì luôn. Vâng, 26 dân. Vẫn chưa thấy nhà của Chipboy nhá. Ảo thế nhờ hay là không phải? Theo trí nhớ của tôi thì có một con voi ở góc 3 giờ. Mất một con. Vâng, hay là Chipboy nhớ map? Sao lại mất kiểu gì mà? À, đây ạ, nằm ở đây ạ. Đúng không? Vâng, giật cả mình ấy, tưởng là nhà đối bạn lại gần thế. Chứ nếu mà con voi này mà mất thì chắc chắn là hai con voi ở cái vị trí 4 giờ kia theo đoạn phải câu. Đánh thẳng cung A. Quyết định của game thủ Chim Sẻ đó là đánh thẳng cung A khi cầm Minwan. Vâng, kích 10:19 giây với bài 27 dân của Minwan. Vâng, rất mắc bình. Kích như xeng anh em ạ. Ở phía trên này thì sẽ bo bằng E.
Vâng, lên chặt gỗ, đánh thẳng cung à. Đây là những chiếc ruộng đầu tiên để chúng ta có thể cơ cấu lãnh đạo về E luôn. Chưa thấy nhà của game thủ Chip Boy. Và quyết thắng sẻ thì vô địch anh em, mà sẻ thắng quyết thì cũng vô địch. Nói chung là giải đấu lần này thì trận đấu cuối cùng sẽ là trận đấu quyết định của cả League 2, thì cũng là trận đấu khi mà đối đầu của Nam với lại game thủ 2K1. Và trong giải League 1 thì cũng vậy thôi, cũng là chim sẻ với Cam Quýt. Vâng, đều là những trận đấu cuối cùng. Một giải đấu mà căng thẳng đến tận vòng cuối cùng. Đặc biệt là sự cạnh tranh rất khốc liệt ở League 2, ở cả cái vị trí lên hạng và cả vị trí xuống hạng nữa. Đã lên đời bánh xe được kích. Vâng, và chúng ta sẽ nâng cung A một áo luôn. Tiếp tục ra thêm BA. Chưa thấy Chip Boy có những đơn vị đời 2 công lên nhà của game thủ chim sẻ. Em cảm ơn anh Bắc Lê Tân nhá. Ok anh Lê Tân ơi. Vâng, bắt đầu có giò của game thủ Chip Boy công vào. Chúng ta đã chủ động bo. Và toàn bộ cái hướng từ phía 3 giờ lên đã khung. Một cái diện tích nhà bo cũng không phải là quá rộng, nhưng nó là một thế nhà kín. Và tất cả hướng tiếp cận vào nhà chim sẻ đều đã khung. Con ngựa giò đang chọc vào móng nhà BE. Chắc chắn Phonesian sẽ dí luôn BA. Họ sẽ có BA cực sớm. Phonesian thì anh em biết rồi. Cái ưu điểm của con Phô đó là khai thác gỗ, nó là quá khỏe. Vâng, đồng nghĩa với việc đó, đó là sự phát triển ép đời của Phonesian là rất mắc binh. Xoay bài dễ. Vâng, chuyển bài dễ, xoay bài cũng dễ và cung A cũng có. Một trong loại quân mà rất đa dạng quân ở đấy ba. Tổng tham đang là 35 của chim sẻ. Đang cố gắng ra ruộng và bắt đầu có những đơn vị lạc đà đầu tiên. Liệu rằng bên phía đội bạn sẽ công ca hay là sẽ có BA? Tôi nghĩ thường thường con Phô thì sẽ ít bài đi công ca hơn. Tôi nghĩ là con Phô thì sẽ có bài đó là vâng, đóng BA và chuyển cung R, chứ không phải là bài đi công ca. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái quyết định và cái lựa chọn của game thủ Chip Boy ở trong trận này sẽ là bài đi công ca hay là bài chuyển cung R. Em chào anh Trần Phong nhá. Em chào anh Nguyễn Thư, Camidian rồi. Liệu rằng ca cẩu hay là cung R anh em nhờ? Tôi đang dự đoán là ca cẩu vì không có cung R bán vào. Vâng, tôi đang dự đoán là ca cẩu hay là cung R. Chưa thấy cái gì cả. Có lẽ là game thủ Chip Boy đang tụ quân. Có thể tụ 2K hoặc là tụ 2 tên cung R với 3 nhà BA để thành 6 con cung R. Tầm này thì chắc chắn là nếu như đánh cung R thì sẽ có hai, ít nhất là 2 tên rồi. Hay là Chip Boy đang chuyển về đánh tại nhà, tự tin phát triển với một trận thi đấu cầm phô. Vâng, có vẻ như Chip Boy đang đẩy về thế phát triển. Nhưng chiếc ruộng game thủ chim sẻ đang rất cố gắng để vẽ thêm, để đảm bảo cái lượng lực để sóc quân. Chim sẻ đã bắt đầu bo hẳn ra ngoài để gia tăng cái diện tích nhà của mình, cũng như là ăn thêm những cánh rừng và bãi vàng, đặc biệt là để có thế đứng cung A. Chúng ta chưa nhìn thấy nhà của game thủ Chip Boy gặp một chấm màu 2 bằng con cung A đi dò. Và như vậy là vẫn còn bãi quả ăn hoàng đến từ game thủ Chip Boy ở đây. Vâng, như vậy là có cung R bắn đằng sau cánh rừng công của bãi vàng ở phía trên. Một sự tính toán rất kinh nghiệm, thể hiện kinh nghiệm đến từ chim sẻ khi đã chủ động ăn bãi vàng ở mặt phía trước. Vì biết được rằng là game thủ Chip Boy cũng đã nhìn thấy cái bãi vàng ở phía trên rồi thì chắc chắn họ sẽ đục vàng. Và chim sẻ đã và đang chủ động ăn vàng ở phía dưới trước. Cần thiết để vẩy E không? Vẩy E để không cho quân đội bạn tiếp cận vào trong. Như vậy đội bạn không manh động, đội bạn đã chuyển hướng tấn công về mặt BG. Cái chỗ này là cái chỗ mà game thủ chim sẻ cũng không dễ để mà đi quân, vì vướng bởi những chiếc ruộng. Phonesian vẫn đang bắn xung quanh ở phía ngoài, vờn vờn xung quanh ở phía ngoài thôi. Họ vẫn chưa công vào quá gắt. Như anh em thì báo về là bãi vàng hở cho cái BE, nhưng em xin thưa là không hở, đó là một pha kín chéo. Một lần nữa thì chào mừng tất cả anh em đến với kênh sóng của game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay, để theo dõi vòng thi đấu thứ 13 của giải League One, quán nhậu tự do League One. Cùng ngà giam hài, ngựa chém và lạc đà đang lao vào. Nhưng chim sẻ đang thể hiện khả năng hit and run. Và chắc chắn Chip Boy không có cửa để đấu tờ này. Nếu Chip Boy đứng lại thì hoàn toàn bị vẻ. Không, chim sẻ không vẻ. Tờ đấy chim sẻ hơi hiền. Lượng cung A là quá đông trong tình huống giao tranh vừa rồi.
Bắt đầu đẩy cung A cao ra ngoài. Gặp quân kìa, sẻ ơi, gặp quân kìa. Vâng, hai con cung R. Từ đầu đến giờ chim sẻ mới chỉ sóc với khoảng 4 nhà BA thôi. Đây chưa phải là lượng nhà BA đảm bảo, nhưng về tham chúng ta vẫn đang nhỉnh hơn một chút xíu, có thể gọi là cân. Vâng, cung A đã là chặt gỗ 2 nhưng giáp vẫn chỉ là giáp 2 mà thôi. Vâng, đội bạn đang đứng quân ở giữa bản đồ nhằm mục đích là bắt quân của chúng ta. Độ ly lợm của chim sẻ kết hợp với sự kinh nghiệm của mình, chim sẻ đang dựa vào con dốc để đấu, sẵn sàng đấu với cung R cũng như là ngựa chém của game thủ chim bôi. Không biết là bên kia họ có ra dân hay không. Vâng, cung A của chúng ta đang tự tin bắn. Bên kia họ cũng không quá nhiều chém. Vâng, và chim sẻ vẫn đang trung thủy với việc chỉ là giáp 2, không cần phải lấy giáp 4. Tham lai là 80 dành cho chim sẻ rồi. Một hai con cung R bắn xuyên rừng. Một tên cung A tiếp tục đấu với lại ngựa chém và cung R của game thủ chim bôi. Vâng, tên này chim sẻ đang muốn giật nhẹ lại một chút. Chim sẻ có cần phải bung thêm một chút ruộng ở đâu đó hay không? Có cần phải bung thêm một chút ruộng không? Nhìn thấy quân kìa, quân đang tiếp tục giao tranh ở phía dưới. Vâng, như vậy là game thủ chim bôi có vẻ như đi lỗi một tên quân. Mất đâu đó tầm khoảng 3-4 đơn vị quân trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục đấu, chúng ta tầm xa là vượt trội so với tầm xa của chim bôi. Tôi nghĩ là thắng rồi đấy. Tầm này là thắng rồi. Vâng, lượng quân của chim bôi không có nhiều ở tình huống giao tranh này và chim bôi không chạy. Vâng, như vậy là chim bôi đi sai luôn ạ. Vâng, do 14 hay là 15% gì đó nhưng mà lại không lên đời sống.